Cách nấu hủ tiếu mì chay siêu ngon, siêu đơn giản tại nhà với phần nước dùng trong ngọt thanh tự nhiên từ rau củ, phần topping ăn kèm cũng rất là đa dạng nữa. Các bạn cùng vào bếp với mình ngày hôm nay nha. Cũng như các món nước khác, việc đầu tiên mình sẽ chuẩn bị phần nước dùng trước và rau củ hôm nay mình sử dụng để nấu nước dùng bao gồm có hành tây, cà rốt và bắp. Thường khi hầm rau củ để nấu nước dùng thì mình hay kiểm tra trong tủ lạnh nhà mình còn các loại rau củ nào chưa dùng tới thì mình lấy ra hầm luôn. Các loại rau củ hầm này rất là đa dạng nên các bạn có thể thay đổi hoặc thêm bớt một số loại rau củ khác. Hành tây thì mình chỉ cần khứa nhẹ hai đường trên thân củ như thế này, còn bắp và cà rốt thì mình sẽ cắt miếng vừa ăn. Bây giờ mình sẽ cho hết các loại củ quả này vào nồi cùng với 3 lít nước. Ngoài các loại củ quả mình vừa mới chuẩn bị thì mình cho thêm vào nồi nước dùng này một ít tàu hũ kia khô. Tàu hũ kia khô này mình đã ngâm với nước lạnh 30 phút rồi. Mình thêm một ít nấm hương nữa để phần nước dùng ngọt thơm hơn. Ngoài ra thì mình cũng có chuẩn bị thêm một ít nấm tươi và thịt lát chay. Phần topping ăn kèm này cũng rất là đa dạng nên các bạn cứ thay đổi thêm bớt tùy theo sở thích của gia đình mình. Nấm tươi thì hôm nay mình sử dụng bao gồm có nấm hương và nấm mỡ. Phần nấm này thì mình sẽ cắt nhỏ để lát nữa mình xào cho dễ thấm gia vị hơn. Sẵn tiện thớt thì mình cũng sẽ cắt nhỏ luôn một ít hành ba rô. Tiếp theo mình sẽ xào phần nấm mình vừa mới chuẩn bị. Mình cho một ít dầu vào chảo, mình cho hành ba rô vào xào thơm trước. Sau đó mình sẽ cho hết cái phần nấm và thịt lát chay vào, mình đảo đều. Mình nêm vào đây một ít đường, nước tương và hạt nêm chay. Mình tiếp tục xào để cho nấm và thịt lát chay thấm đều gia vị. Lúc này thì mình cũng sẽ chuẩn bị luôn một nồi nước, mình cho mì khô vào mình luộc luôn. Không biết nhà các bạn như thế nào chứ các bạn nhỏ nhà mình rất là thích ăn những món nước nên hầu như trong nhà mình lúc nào cũng có sẵn mì khô và bún khô như thế này. Khi nào ăn mình chỉ cần lấy ra và luộc thôi, cũng rất là tiện. Và cũng tùy vào sợi mì các bạn sử dụng mà các bạn canh thời gian luộc cho phù hợp. Ở đây mình sử dụng sợi mì không chiên nên mình luộc tầm khoảng 20 phút. Và sợi mì này thì cũng không có dính vào nhau nên mình cũng không cần cho dầu ăn trong lúc luộc nha các bạn. Sau khi luộc xong thì mình sẽ đổ ra rổ và để cho ráo nước. Quay trở lại với nồi nước hầm rau củ, sau khi hầm một tiếng đồng hồ thì phần rau củ trong nồi cũng đã mềm nhừ hết rồi. Bây giờ mình sẽ bớt phần củ quả trong nồi ra. Bắp mình cũng không có cho vào tô mì ăn cùng nên mình sẽ bớt, mình để riêng. Phần cà rốt thì mình sử dụng khá là nhiều, mình cũng bớt ra, mình chỉ giữ lại một ít vừa đủ ăn thôi. Hành tây này thì mình sẽ vớt bỏ đi nha các bạn. Sau khi vớt rau củ ra xong, nếu mà thấy phần nước dùng trong nồi ít quá thì mình châm thêm một ít nước để cho đủ cái lượng nước nhà mình sử dụng ha. Lúc này thì mình cũng sẽ cho luôn cái phần nấm và thịt lát lúc nãy mình đã xào vào. Trong lúc xào thì mình có nêm một muỗng nước tương nên bây giờ cái phần nước dùng của mình có cái màu nâu nhẹ rất là đẹp. Lúc này thì mình cũng sẽ nêm nếm gia vị luôn. Phần gia vị của mình thì gồm có đường, muối và hạt nêm chay. Các bạn cứ nêm nếm làm sao cho vừa với khẩu vị gia đình mình là được. Nêm nếm gia vị xong thì mình cũng đã xong được cái nồi nước dùng ăn hủ tiếu mì chay ngày hôm nay rồi nè các bạn. Các bạn nhìn rất là ngon, hấp dẫn và cũng cực kỳ chất lượng. Bây giờ thì mình sẽ cho mì ra tô, mình chuẩn bị thêm một ít giá ăn kèm. Sau đó thì mình sẽ cho các topping lên trên. Các topping hôm nay mình chuẩn bị cũng rất là đa dạng, bao gồm có thịt lát chay, nấm hương, nấm mỡ, tàu hũ kỳ, cà rốt. Sau cùng thì mình sẽ chan phần nước dùng lên, mình rắc thêm lên đây một ít ngò cho thơm, trang trí một vài lát ớt cho đẹp nữa là xong. Một tô hủ tiếu mì chay cực kỳ ngon và chất lượng. Hôm nào mà không biết ăn gì thì các bạn tham khảo món hủ tiếu mì chay của bếp vợ đầu ngày hôm nay để đổi khẩu vị cho cả nhà mình nha. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.